Kính thưa quý vị, Adele sẽ trình diễn tại lễ trao giải Grammy. Adele, người với đĩa nhạc chủ đề 25, gần đây trở thành đĩa nhạc bán giải nhất của năm 2015, dự trù sẽ trình diễn tại lễ trao giải Grammy 2016 vào ngày 15 tháng 2, theo lời của Hàn Lâm Viện thu âm công bố. Nữ ca sĩ người Anh đã không được đề cử trong năm nay vì đĩa nhạc 25 của cô đã không phát hành vào tháng 11 bên ngoài thời gian ấn định của Grammy, nhưng cô sẽ là ca sĩ trong số nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu tại buổi lễ tổ chức ở Los Angeles. Adele, người thắng 6 giải Grammy cho đĩa nhạc chủ đề 21 vào năm 2011, đã phá kỷ lục số lượng đĩa bán ra khi cô trở lại thu âm cho đĩa nhạc 25 sau 4 năm vắng bóng. Album này đã bán ra hơn 7.4 triệu ấn bản chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Cùng tham gia biểu diễn với Adele còn có ca nhạc sĩ rap Kendrick Lamar, người đang trong nhóm dẫn đầu với 11 đề cử Grammy năm nay, và nghệ sĩ dòng nhạc R&B The Weeknd, nhóm nhạc country Little Big Town. Được biết, album To Pimp a Butterfly của Kendrick Lamar nhận được cả hai đề cử album của năm và album nhạc rap xuất sắc nhất. Trong khi đó, album Beauty Behind the Madness của The Weeknd nhận được 7 đề cử, bao gồm album của năm và ghi âm của năm.